Dạ chào cả nhà. Dạ thì ngày hôm nay thì buổi sáng ngày hôm nay thì em quay trở lại đám tang của cậu bé 18 tuổi. Vừa rồi thì cũng qua đời đó cả nhà. Em cũng bệnh, cũng bệnh nặng. Dạ. Hồi chưa bệnh thì đi bẻ cao bẻ dừa nuôi mẹ. Trời ơi. Nhỏ xí. Nghe nói mẹ cũng bệnh nữa. Mẹ bệnh tim nữa. Dạ. Rồi ở cả hai mẹ con hồi nhà nước chưa cất nhà cho đó thì dắt hai bên này trước xuống hết trơn rồi còn nhà trống lỏng rồi. Dạ. Rồi nhà nước mới cất cho cả 3 tháng nay. À, vậy là mới cất đây. Mới cất đó. Vậy tính ra ở đâu được bao lâu đâu. Em mất ở đây. Đâu có được nhiêu đó em mất rồi. Dạ. Em hồi đó cực khổ lắm, đi đi làm gì đó không có gì ăn đâu. Đi bẻ lục bình nó một củ đem về cái lục bình ăn vậy đó. Dạ. Cực khổ lắm. Trời ơi. Không có gì ăn mà không tới đi hái lục bình về hai, ăn luôn. Hai lục bình về cái luộc, luộc ăn với muối tô mình. Dạ. Không có gì ăn đâu, ai mà đâu. Dạ. Bé với mẹ là sống cực khổ. Nhà nước mới cất nhà cho ở được đâu nhiêu đó em mất rồi. Dì hai cô cũng đến đi đưa tiện cháu đi nha. Cháu đi. Dạ. Cô là hàng xóm này cô. Cô là chị em bạn gì với mẹ bé mất nè. Dạ. Dạ, chuẩn bị nha, chuẩn bị vậy. Dạ. Cô ha, cảm ơn cô. Năm cô ăn cũng thêm cao này. Như là di chuyển về hướng này. Anh em lội vô kìa. Bây giờ anh em cũng trong để đi đi ra ngoài chùa. Sáng ngày hôm nay thì mấy anh em cũng đi đến nhà của hai mẹ con bé trai 18 tuổi đã qua đời, bỏ lại một mình người mẹ già trong căn nhà. Thì sáng nay là 7 giờ em cũng đang có mặt ở nơi đây để mà đưa tiễn em đi đến chùa Quả Thiêu. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của em mến, năm nay 18 tuổi cả nhà. Thì nắp quan tài cũng để ngoài lộ rồi. Ngày hôm qua thì rất là may mắn. Ngày hôm qua thì mấy anh em cũng mới vừa nhận được thông tin thì cũng lập tức đi đến đây để chia sẻ một chút ít hình ảnh trong cái buổi tang lễ ngày hôm qua. Thì cũng rất là may mắn khi mà có chú tỷ ở thành phố đã hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình được 4 triệu đồng để cho cô có một ít chi phí để lo hậu sự cho em mến đó cả nhà. Thì ngày hôm nay 7 giờ sáng nay thì mấy anh em quay trở lại để chia sẻ thêm bên trong tang lễ của em mến. Một lát nữa đưa em đi lên chùa. Đây là xe, đây là chiếc xe ba gác để một hồi đưa em mến đi đến chùa Quả Thiêu đó cả nhà. Đây là cái lối đi vào nè, phải lội dưới nước. Bên trong thì sư thầy cũng đang làm lễ tụng kinh cầu siêu cho em đó. Ngôi nhà của cô đây thì nhà nước cũng cho căn nhà tình thương cũng mới đây thôi. Em nó cũng ở chưa được bao lâu hết là đã mất rồi. Rất là xót xa luôn. Nhưng mà bên trong gia đình thì có hai mẹ con thôi. Nhưng mà hôm nay em mến mắc một cái căn bệnh đã qua đời thì bỏ lại mình anh cô trong ngôi nhà. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng để đưa em đi. Phía bên trong thì cũng đang làm tới giờ 7 giờ đưa em đi. Sao bữa nay nước lên dữ ha, qua đâu có đâu, không có che cái gạp được rồi, phải che cái gạp bên phía bên kia cơ cả nhà. Này kia để cầm liên hương nha anh chị em, quá đau lòng anh chị em rồi. Giúp đỡ cho gia đình để có thêm chi phí để lo cái hậu sự á. Hôm nay thì anh em tiếp tục trở lại đây để cùng với gia đình, cùng với bà con ở đây về nơi nghỉ á. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Giờ cũng tới giờ. Như là người nhà mình động quan là đúng 7 giờ hả cô?
Lúc bây giờ thì đồng quan. Đúng không có mưa nhưng mà cũng là hôm qua thì khô ráo, hôm nay là nước nhiều. Cô chùa cậu đây anh thấy? Cũng cách đây cũng khoảng 2 cây số à? 2 cây. À? 2 cây số anh thấy? Từ đây tới chùa 2 cây số. Đây là bản số nhà, là cái mình nhà tình thương, nhà nước cũng mới có trong căn nhà. Đi lại nha, bà có lại bà có chỗ bên trong đi. Anh em bạn gì chứ mới à, chú bác. Bên này cũng không có đầu tì, không có đầu tì. Cô cậu. Thầy thì cũng không có cho gì ảnh á. Không thấy chưa thầy? Có thầy tụng nãy rồi, tụng rồi. Con lục nãy mới đi ra. Giờ thì với người nhà mình từ di chuyển đến chùa. Quá to cao thì cái lúc mà chưa làm chân phòng thờ tối về là quạnh hiu nên nè. Dạ, tối cái dạ cũng nhà bà cậu đi sình không mà đi sình không nhà nhà nước cho thì lên cao trước thì dán xi măng đi. Cái lúc bé đây là mình trong ngôi nhà. Rất là cảm ơn chú tịch ở Sài Gòn đã hỗ trợ cho chú tiền để cho phần hậu sự. Nè môn tên sẽ phép kéo ếch ta rẻ ta xem mê xem môn sẽ nè môn tên sẽ phép kéo ếch ta rẻ ta xem mê. Cái này nước ngập quá trời luôn, không có bắt gạp được á, thì người ta cũng che cái gạp ở bên đó. Thì đám tang của em Mến thì cũng bên cạnh đó thì cũng không có nhiều bà con cô bác đến để thăm dự yến, tại em nó còn rất là nhỏ luôn, cho nên hàng xóm ở đây cũng rất là ít, chỉ một vài anh em đến để đưa tiễn em đó thôi, chứ không có nhiều, không có đông á cả nhà. Đây là mẹ của em Mến. Bình tĩnh lại cô ơi. Ngồi mình đó nha. Ê trời trời. Gì lúng dữ vậy? Một cái tới đầu gối luôn á, bị mương lãng ở đây nè. Cái mương nữa cô. Mương sáng đào đi làm lỗ. Mới đi sụp cái. Đó hè hẹo chân từ từ. Coi chừng sụp á nha. Đó hẹo chân từ từ á. Thì ở đây là một cái mương nè, người ta làm lỗ. Bắt một vài miếng đan á thì đi sụp. Cái miếng đan này lọt cái vỏ xuống dưới. Quá trời. Trời ơi, đi về nó hụt vỏ luôn. Rồi, đứng lên trên đó đây, đứng lên trên đó đây. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Thì mong em về nó đang nghỉ thì sớm được siêu thoát đó. Còn muối nhé, chua tiền nữa đâu. Dành một chiếc xe ba gác.
Ôm cả đi đi. Dạ. Mẹ rất là đau lòng. Chống là đi bộ luôn hả chú? Cách đây tới chùa là khoảng mấy cây? Ba cây. Là ba cây lo bộ luôn hả? Trên ba cây, trên ba cây. Trên ba cây nữa. Dập. Với mấy cây chú? À, khoảng 300 mét hả? Xe cũng chuẩn bị lăn bánh rồi đó. Xin. Gia đình cũng là bộ. Cả nhà thì em Mến 18 tuổi. Sáng nay thì cũng động quan đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là chính là chùa Sang Ke. Đây là một cái ngôi chùa để quả thiêu. Quả thiêu đưa em về nơi an nghỉ cuối cùng đó cả nhà. Đây là cái đường mà đi vô để vào chùa. Ngay đây là cũng gần thành phố Sóc Trăng luôn. Em nãy thì cũng mới vào nhà của em Mến 18 tuổi. Thì sáng ngày hôm nay 7 giờ động quan trong nhà, nước thì ngập ở trên sân nhà hết luôn. Giờ cũng đang di chuyển đến chùa nè cả nhà ơi. Xe cũng bắt đầu là di chuyển sắp tới ngôi chùa. 7 giờ là động quan. Đây là cái cổng chùa Sang Ke nè cả nhà. Đây, ngôi chùa rất là rộng lớn. Đây là ngôi chùa của dân tộc người Khmer. Trước cửa chùa có cái cây rất là lớn. Đây là cây cha Bồ Đề nè cả nhà. Đây có anh Thắng Sóc Trăng là thế nè. Lát nữa thì cũng đưa em vào chùa ha. Đợi cả nhà. Ở đây nha cả nhà, thì cũng đưa em đến thành chùa. Đưa em đến xe ba gác thì vào đường lộ nhỏ để đưa ra đường lộ bự thì được lên xe lớn vậy nè. Cái chùa rất là rộng lớn luôn ha. Rất là lớn chùa Sang Ke. Ngôi chùa này là lần đầu tiên Hồng Sát Độc cũng đi vào để đưa tiễn người em về đây ăn nghỉ. Đây ha cả nhà, em là bộ giờ em đi xe. Dân ở đây rất là đông, đưa tiền em đi về đây nghỉ. Trước khi mà đưa em vào là thiêu thì sẽ chạy vòng lò thiêu 3 lần. Đã dừng lại.
Những cái ngôi chùa kia thì quan tài thì được đưa vào trong luôn, còn cái này là như là khi ngoài chơi này chất củi xung quanh nè là đốt này là ngập hạ xuống dưới ha. Thấy ở trên kìa, cháy đen chân ha. Cái này là lửa cũng như là trực tiếp lên luôn. Trên cái nóc mà đen đó. Chỗ này nhìn thấy lạ ha. Cái củi thấy đốt ở dưới kìa. Nghĩa là giống như mình hạ nguyệt vậy. Có dây đó luôn. Lên mình coi thử. Nghe thật coi thử nhé. Nằm môi được không? Cái này cái này hồi mình hạ xuống ha. Ừ, chừng nào ông cần kinh rồi mình hạ xuống. À. Anh xuống nhà chùa lại sao là lạ. Ta thấy là rồi. Ta thấy con tôi rồi. Dạ. Vậy là, vậy là trong cái lúc mà mấy ngày mà đua gai ngo á là giống như chạy xe bị gặp nạn rồi mất nè. Nạn mất ha. Trời trời. Ủa hai mất hai người sao mà để là hai cái đó? Hai người luôn. Rồi đến đây quả thiêu hả chú? Trong chùa. Cái nón là cái nè. Rồi bị đua bị. Ý là để ngoài nắng ngoài mưa mà còn bé tinh nữa. Xong thiêu luôn. Không thiêu luôn, nó để thiêu luôn, ai biết đâu đốt luôn chứ. Thôi để đây không chạy luôn ha. Cũng mới mà. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cái những di vật của người mất luôn nha. Rồi tạm đem lại thiêu đi luôn à, thiêu hai người luôn thì bên đây lọ. Trời, cách đây cũng đâu có lâu đâu hả chú. Trời ơi, bê đua gặp nắng mệt đó. Bắt một lượt hai người mà bỏ lại hai cái nón. Vậy là người ở đây không chung sống không à? Cái này về bên Bạch Lao á. Cái này một người nam, một người nữ hay gì chú? Không. Hay là hai người nam? Hai người nữ, hai người nam không? Bốn mấy rồi. Đây là chết trong này gầm mới đua đó luôn hả ba? Đúng rồi. Gầm luôn à. Rất là vui quá nha. Đánh bay lên. Dạ. Quả thiêu đủ ấy đi lọ bên kia. Dạ dạ. Thì để nón này cho ta coi cho mấy nhỏ nó, để nó âm ảnh mình cho nó chạy xe tốc độ ha. Để cho nó coi vậy đó. Lý do là không đốt hai cái không có quả thiêu hai cái nón này mà là để lại để cho mấy đứa nhỏ cho nó sợ ha.
mai mốt thì mình chạy xe mình cũng hai cái nón này kiểm soát được cái tốc độ của mình. Hai cái nón là hai nón bảo hiểm luôn. Hai cái nón là hai người này xứng ở đâu với chú? Bên thì phường năm tuổi đại pháo đại pháo không biết Mỹ sập phố Mỹ đại pháo đi nè chỗ quốc lộ 60 đi ra khu nghiệp á khu nghiệp đó phường tám không biết phường tám giống như làm sâu gành đó mình cũng không mấy gì gành cũng người ta đưa đến đây quả thiêu thì mình biết được cái câu chuyện vậy thôi ha. Người ta kể lại đó là cũng hai bên không là không có thường ai hết trơn á. Bởi vì bên kia cũng mắc, bên đây cũng mắc. Là cũng là hai bên là thỏa thuận lại là không có ai đền ai gì đó. À, vậy là hai cái nón này là một người là cầm một chiếc xe hay chạy đụng với nhau. Mất thì để là hai cái nón này. Tưởng đâu là hai cái nón này là đi chung một xe chứ người một chiếc rồi chiếc bây giờ không ai đền ai hết không ai đền là bên kia bên này người ta thỏa thuận lại không có gì hết trơn á tại vì bên nào cũng mất mà người tính cha mẹ người đó cũng có tính lại phà tán đó rồi mấy người kia nói để cho mấy mấy nhỏ nhỏ sao rồi là vậy đó là nó giảm tốc độ mình chạy sẽ chè một cái tai nạn để lại một cái nón này để cho mai mốt ai nhìn thấy cái hình ảnh này thì cũng chạy xe phải kiểm soát được cái tốc độ của mình đúng rồi nhận thấy mình ngủ rượu chè cái có rượu người hứng này đi bây giờ chạy xe 100 không chịu đâu đoạn 25 125 rồi 150 rồi đấy mới chạy mới kịp ta chứ nghĩ khu vực chùa này thì cũng quả thiêu rất là nhiều mà nhiều cho nên là còn những cái vật còn lại nhiều khi người ta không có đem đi đốt á còn lại những cái nhiều ha. Ở đây là những đốt ở trong lò đó rồi người ta đem ra nè rất là nhiều than rồi vẫn còn và nhiều khi mà đốt xong 3-4 tiếng là người ta đem ra người ta nhặt hài cốt ở đây là cũng còn những cái hài cốt ở đây rất là nhiều nằm lẫn lộn cái lụm khi mà nhặt đâu có hết không những cái hài cốt còn lẫn lộn ở đây rất là nhiều màu trắng đó là nhiều khi mà hài cốt của người ta ai gì được Phật ở đây rất là nhiều khi mà ở đây mà nhiều quá thì xúc đổ vòng vòng rồi tới mà đổ lần đổ vòng vòng khu vực lò này vắng ha nhiều xong thì cái đầu mới hình như là môi than ở trong đó môi ra ngoài này đầu mới lấy nước để lửa nhặt chỉ là một ít thôi một phần là đó thôi còn bỏ lại rất là nhiều á thay nước ở đây thì anh thấy trước lò này có rất là nhiều ly hương để cắm nhang á ba cái ly hương cái này chắc có người ta bỏ lại á đâu là người ta đưa củi vào không lại luôn cái này là không lại luôn cho nó cháy trực tiếp lửa lên trên đi trên kia là nám đen hết trên kia phải tháp cao về khối chiều khối bên đây còn cái ôi bên đây cái này hư rồi bên đây hư hết rồi nên là không thấy như bỏ rồi đó đặc biệt có hai cái nón nãy vô nhìn tưởng là của người thân hay người nhà gì đến hay giờ là chú kia nói là của cái đợt mà mấy ngày mà bơi đua hả ngày bơi đua thì có hai người là
như này, sẽ hình như là một hiệu luôn hay gì ta? Hai cái đó chữ A đầu hay tiên hay sẽ gây tai nạn, rồi khi mất rồi đến đây thiêu thì để cái nón lại. Quanh cây có rất là nhiều, à, có cây me kìa anh. Ờ, nhìn cây dừa, cây nhìn cây dừa, đúng không? Cao. Cây dừa đi theo mấy cây cây sao nè, nó cao ghê không? Ghê không nha. Nhìn nhìn đâu. Ui, cây nữa. Đây nghệ. Nãy giờ đứng ở dưới gốc dừa mà không hay luôn á, dừa khô nhóc luôn kìa. Này ai mà leo, thôi mình đi chích ra. Quá trời dừa khô luôn. Cạnh bên đây là có cây me rất là lớn luôn đó cả nhà. Cây me này là khủng khiếp luôn. Quá trời cây me. Nam mô A Di Đà Phật. Khu vực, khu vực mà quả thiêu á cả nhà, còn rất là nhiều dáng. Dáng rất là nhiều. Không biết dáng này là dáng dáng quan tài hay là dáng gì, rất là nhiều dáng. Ở đây có rất là nhiều đồ để người ta cúng. Người ta cũng quăng ra đây. Rất là nhiều kiến bắt đầu châm lửa đó cả nhà, cháy khủng khiếp luôn. Ui. Cái này là gọi là thiêu trực tiếp luôn. Còn mấy cái lò khác ở những cái ngôi chùa khác á, thì có xung quanh là bốn bức tường, đưa cái quan tài, đưa chiếc quan tài vô, bỏ củi vô thì khi mà đóng cửa lại thì không thấy ngọn lửa. Khu vực ở đây là mình được thấy lửa trực tiếp lên cái máy ngôi chùa. Đây là có cái me rất là khủng nhất cái me luôn cả nhà. Gốc me mà nó to khoảng 3-4 người ôm không hết luôn. Khu vực gốc me ở đây là toàn là biển thôi. Biển kiến, biển chài. Ôi, ở đó có con cắt kè trên cái me. Nấp ở trong thân cây. Lửa quá lớn. Đứng gần nóng dữ lắm luôn đó cả nhà. Phải đứng xa xa kìa. Ở đây có những cái miếng dán, có những cái đình. Đây là không để ý là xe đạp. Rất là nhiều đồ sắc nhọn ở khu vực ở đây. Đây là những cái chậu bông, những cái ly hương của người ta bỏ. Bỏ ở gốc me. Nóng lắm rồi cả nhà. Rất là nóng. Cái hòm này người ta gửi. Rồi sau này ta nghỉ xài. Một cái hòm mới người trẻ gì luôn. Mấy chục năm. Tuy tu 13 năm thì xuất gia, nữa mười mấy năm là cái hòm này cái thay vậy không biết năm nào. Nó lâu đời quá. Vậy là tính cái hòm này là của rất là nhiều người không? Rất nhiều người. Tại nó có cửa chốt này nè. Có cửa luôn. Cứ ai mất rồi lại lấy xong rồi phải trả. Khi tiêu xong rồi đem trả. Dạ dạ. Nhầm người hồi xưa thì không có hòm, người ta có cái chiếu. Còn nhầm người ta lại mượn được trước thì người ta lấy cái hòm. Rồi nó có cái cửa mà không biết. Rồi đã xưa tới mà người nào mất thì lại mượn xưa cả.
tại vì cho anh cha anh nói là tụi em không biết luôn, tại vì khi nhìn thấy cái đây thì có ba cái hòm mà là cũ rất là cũ rồi, anh nhai nói là tôi biết từ hòm này ngày xưa là cung cấp cho nhiều người làm cho dạ dạ rất nhiều người chuyện của cũ dạ. Tính ra là hồi xưa mấy chục năm anh tu tu ở đây là 13 năm mà ha. Dạ. Nhìn thấy cái chiếc quan tài ở dưới kìa, với chiếc quan tài thứ hai là rất là dày luôn ha, dán á. Cái này đó ta dặn mình tăng ta người giàu á, ta đóng rồi ta gửi. Ta gửi trong chùa, rồi sau này con cháu người ta thấy cũ quá ta không lấy gì. Người ta để trong chùa, người giàu đóng người để trong chùa. Dạ. Dạ. Thí dụ người giàu không có tiền thì đóng để trước, và để sẵn luôn. À, để sẵn. Ta đóng là để sẵn rồi. Nếu mà không cha mẹ ta mất, người ta đem đi, rồi ta thấy cũ quá, ta nghĩ đem đi, ta gửi trong chùa luôn. Dạ. Để lâu quá là cũ. Ừ, lâu quá. Để luôn. Dạ, để luôn. Còn cái hòm này là nhiều người lắm. Để hồi xưa mà. Cái quan tài này làm quá đơn giản ha. Ừ, nó có cái cửa mở ra. Ừ, hiện tại thì lâu rồi. Kiểu đơn giản. Vào trong cái ngôi chùa này mới biết những cái điều mà rất là lạ, độc lạ. Khi mà chiếc quan tài thì được đựng rất là nhiều thi thể cũng vẫn còn lưu trữ này, anh biết quan tài nào là được lên làm sớm nhất không? Không biết nó thấy vậy luôn á, mà nghe sư nói thì vậy. Em cũng gần lại quan tài này, em biết là chỉ là người hồi xưa thì cũng mất, không có quan tài rồi, không có quan tài cho mượn. Dạ, cho mượn đem đi về để sát vô đây, dạ. Lên tới chùa cũng nên cắt theo cái người đem chùa lại cắt lại. Dạ, xưa nó hiếm. Hiếm con. Dạ, hiếm quá. Dạ, cảm ơn cha nhiều nha. Biết rồi, xưa để một em ở ngoài. Tại nó có cửa mở vậy nè. Mở ra, mở hiểu. Tại bây giờ đời mình không có hiểu được ha. Tính mà sao lại có rất là nhiều cái câu chuyện lạ. Khi mà mất thì cũng được mượn quan tài để làm. Nam mô A Di Đà Phật. Cháy lửa cháy rất là lớn đây nha. Chiếc nắp quan tài cũng đã được bung ra. Mong em mến được về nơi an nghỉ cuối cùng. Có linh thiêng thì hãy phù hộ cho mẹ có thật là nhiều sức khỏe ha. Em ra đi thì cũng bỏ lại một mình mẹ già trong một cái căn nhà hiu quạnh. Thì em mắc bệnh thì em đã vắng số và đã qua đời thì luôn phù hộ cho gia đình ha, phù hộ cho mẹ có thật nhiều sức khỏe. Đến một cái ngôi chùa lần đầu tiên thì cũng biết được ngôi chùa này rất là độc lạ luôn đó nha. Có những cái câu chuyện khó có thể nào mà mình tin được á. Khi mà ở đây thì có hai cái lò để quả thiêu, hai người thì cũng bị tai nạn mất rồi, để lại hai chiếc mũ bảo hiểm nè. Bên cạnh đó thì quan tài để bên hông luôn, để cho mượn để người nào mà nghèo khó quá thì không có quan tài thì mượn liệm xong thì đưa vào đây thiêu để trả lại chiếc quan tài cho chùa. Lại đây thì mới biết được cái lịch sử của ngôi chùa này. Ngày hôm nay thì cũng xin chân thành cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân đã đồng hành với em trong cái thời gian, trong suốt cái thời gian vừa qua, đã giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Thì cũng xin chân thành cảm ơn rất là nhiều.
hỗ trợ cho gia đình được một cái chi phí nào đó để tiếp tục lo, cũng như là hỗ trợ cho cô ở đây để lo cái phần hậu sự cho em mến 18 tuổi. Cảm ơn rất là nhiều. Thì đến đây cũng cho em được tạm khép video tại đây ha. Qua video thì cũng gửi lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến toàn thể quý khán giả, quý mạnh thường quân. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.